con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Ca dao Việt Nam có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đạo hiếu của con người là đạo hiếu của vạn đời nhân thế. Nó đã trở thành đạo lý sáng ngời muôn thuở của nhân sinh, là nguồn sống thiết yếu của con người. Núi Thái Sơn tìm đến cuộc người, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha, cha ơi con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đang yên, muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Cha ơi cha xa dấu yêu,
và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường ra lạnh, và cha nằm mộng con sưởi ấm những cây cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơ. Hoa Lan Viễn, chúng ta xin được kính mời vòng hoa lễ viếng của các quý vị là cán bộ chiến sĩ công an xã Yên Nhơn, huyện Buôn Đôn, do đồng chí Hoàng Châu Tùng làm trưởng đoàn. Kính mời quý bạn về trước nhà đón tiền dân vòng hoa thắp hương trầm kính viếng. Hôm nay cũng phải đây dâng lên chiếc hương linh của đồng chí lãng hoa tươi nén hương trầm cầu nguyện cho đồng chí về với tiên tổ an nghỉ đời đời. Ban tăng lễ xin được kính mời quý đoàn về trước nhân đất điện dân vòng hoa thắp hương trầm kính viếng. Thank you.
chúng ta đón tiễn dân vòng hoa thắp hương trầm kính tiến. Ngày mai đây, ta cất nóc, thậm chí là an nghỉ quay cuộc đời này. Quay cuộc đời sinh kính tử quy, giờ phút đau thương vô hạn này, phải chúc phong linh hồn của người cháu, người anh em của gia đình, là lên tiếng của đại gia đình bên ngoài, chỉ biết cả giọt nước mắt tay thời sân hương, để sân lên chất tâm linh của người cháu, người anh em, vọng hoa thắm đến hương trầm, cầu nguyện cho hương linh tán sanh về với biển Tây Phương an nghỉ rất ngàn thu. Lời tiếng của gia đình cô Út ở Việt Cương ở Nga, gia đình Bắc Cư ở Nha Trang, gia đình cô Mơ ở thành phố Buôn Ma Thuột và lời tiếng của gia đình bà Sử ở Việt Cương ở Nga, kính mời quý vị về trước đó nắm tiền dân hương trọng phúng viếng. Chí trung tá Nguyễn Minh Châu chia buồn với gia đình tang quyến. Ban tổ chức lễ tang chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời vòng hoa lên viếng của quý đoàn đại diện cho ban lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an thị xã Buôn Hồ và phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Đắk Lắk do đồng chí thượng tá Từ Hữu Lộc, phó trưởng công an thị xã xin làm trưởng đoàn, xin được kính mời quý đoàn về trước nhà lãnh tiền dâng vòng hoa thắp hương trầm kính viếng. Thank you.
vị về trước nhà tiền dân bảo hoa thắp hương trầm kính viếng. Xin được kính mời các bạn về trước nhà hát tiền dân vòng hoa thắp hương trầm kính viếng. Thank you.
những đề châu thập phương chư Phật ảnh hiện trung thân ảnh hiện chư Phật tiền đạo diện tiếp tục quy không biên Phật dạy hoa hiện vị lại thập phương Phật tôn phàm hiện thánh tăng thường trú tăng bảo trong đảnh lễ nam mô hiện tòa đầu trang ta và giáo trụ văn tôn Phật đại trí văn thù sư lời bồ tát đầy hạnh phù hiền bồ tát hồi giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật đại từ bi hoàng thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát đại nguyện tạng vương bồ tát hiền pháp giới thánh tịnh đại chúng bồ tát. Đương sang hiện nay Phật giới mong mời này chư Phật hài hồi thành chiếu văn thì sự kiến đường văn thành ứng minh ngộ trường hạ thế thể tiên ngầm mà như hòa đại hồn đại lập đại tư bi Thảo thể hướng
Thưa Phật lực tha hoa bảo như đại nam mô đa bảo như lai nam mô bảo tham như lai nam mô như sao phật như lai nam mô bảo tham như lai nam mô như lai nam mô bảo tham như lai nam mô tham bà tha la bà đồ nhị đề an ta bà ra ta bà ra Tây phương giáo
trụ đại tư đại bi tiếp dẫn đạo sư Di Đà Phật. Đại từ bi hoàng thế âm Bồ Tát, đại thế chi Bồ Tát đại nguyện, địa tạng vương Bồ Tát đệ chút hơi thở cuối cùng. Giờ đây gia đình đồng chí thượng tá
Đỗ Đức Quang, Phó trưởng Công an huyện Cà Rông Búc hôm nay cũng về đây để dâng lên trước hương linh của đồng chí lắng hoa tươi, nén hương trầm, nhất tâm cầu nguyện cho đồng chí thanh thản ra đi, về với tổ tiên an nghỉ đời đời. Con chọn kiếp mồ côi, cha ơi, cha bỏ con.
Kim đồng chí, xin kính mời các đồng chí vào phía đồng chí Nguyễn Minh Châu. Gia đình anh Minh Thu, anh Trực Oanh, anh Nam Lan cùng các anh Dân, anh Dục, anh Dũng, anh Duẩn, anh Dược, em Hiệp Dung, con cháu bác Y ở quê hương Thái Bình, mà hôm nay đây giờ phút đau thương vô hạn này nhận được tin em chút hơi thở cuối cùng giờ đây cũng tẻ tiểu nơi này, để dâng chức hương linh của em nén hương trầm cầu nguyện cho em về với tiên tổ an nghỉ đời đời. Bà Tân Lễ xin được kính mời các quý vị đại diện cho các gia đình về trước nhà láng tiền dâng nén hương trầm phúng viếng. Thank you.
ưng, người cha muôn vàn kính yêu của chúng con ưng, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ông, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà hướng được mệnh trời, chỉ trách thay tạo hóa xoay vần tử thần nghiệt ngạo. Cuộc đời cha bao phần vất vả, từ thỏa hàn đi phải chất tiêu từng bát gạo củ khoai. Cha đã cùng mẹ tần tảo sớm khuya nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con hằng mong ước cha mẹ được thọ trường, cùng con cháu sum vầy gia thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, thì cha đã vội theo hầu yên tổ. Như mới sớm qua thu, chén trà nóng con pha, cha chưa kịp uống, bỗng lặng đi trong hơi thở cuối cùng. Trước lúc đi xa, mấy đêm liền điện thắp sáng không đêm, ý tưởng của người muốn cho trong nhà này bao giờ cũng sáng. Vâng, lời cha dạy chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Lời cha dạy là lời di chúc, chúng con xin nguyện nhờ trong tim, và sẽ sống cho linh hồn người thanh thản. Tả di quan đưa thiến linh cứu của đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang phường.
Kính thưa các đồng chí đại diện cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân tổ dân phố 1, phường Cánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Kính thưa các đồng chí cùng toàn thể An Quyến. Đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Châu, sinh năm 1979, quê quán phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Vào Công an nhân dân tháng 11 năm 1998, đồng chí đã từ trần đến lúc 16 giờ 55 phút ngày 12 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 3 tháng 2 năm Giáp Thìn. Lễ nhập quan lúc 21 giờ 00 phút ngày 12 tháng 3 năm 2024. Lễ viếng từ 21 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3 năm 2024 tại dân phố tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Lễ truy điệu lúc 6 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3 năm 2024. Lễ di quan lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày an táng tại nghĩa trang phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Danh sách ban lễ tang đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Châu gồm có: 1. Đồng chí Thượng tá Đinh Quang Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Buôn Đôn, trưởng ban. 2. Đồng chí Thượng tá Y Quan Lê, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện, Phó trưởng ban. 3. Đồng chí Đại úy Lê Thành Dũng, Đội trưởng Đội tham mưu Công an huyện Buôn Đôn, thành viên. 4. Đồng chí Thiếu tá Hoàng Châu Tùng, Trưởng Công an xã E Nhôn, huyện Buôn Đôn, thành viên. 5. Đồng chí Trung tá Lê Kim Giang, Phó Tiểu đoàn trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk, thành viên. 6. Đồng chí Trung tá Hà Đức Thắng, Đội trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk, thành viên. 7. Đồng chí Trung tá Phan Ngọc Khánh, cán bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh Đắk Lắk, thành viên. Đã đến giờ làm lễ truy điệu, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thượng tá Đinh Quang Thành, trưởng ban lễ tang, lên đọc biểu văn tiễn biệt đồng chí Trung tá Nguyễn Kim Châu. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk, kính thưa các đồng chí đại diện các cấp ủy chính quyền địa phương và bà con nhân dân tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, kính thưa thân bằng quyến thuộc, bạn bè gần xa của đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Châu, kính thưa hương hồn đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Châu, kính thưa toàn thể các đồng chí. Đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Châu, cán bộ Công an xã E Nhôn, huyện Buôn Đôn đã tiễn biệt chúng ta trong nỗi đau bàng hoàng và niềm tiếc thương vô hạn. Hôm nay tất cả chúng ta có mặt ở đây kính cẩn và trang trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Châu về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Châu ra đi không chỉ là nỗi đau thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội, mà còn là mất mát lớn đối với cơ quan, đơn vị. Kính thưa bà con nhân dân, thưa các đồng chí, thưa An Quyến và các bạn, đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Châu sinh ngày 16 tháng 4 năm 1979, quê quán phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Vào ngày Công an nhân dân tháng 11 năm 1998, vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2 năm 2024, trình độ chuyên môn nghiệp vụ Đại học An ninh Nhân dân. Đồng chí sinh ra trên quê hương có truyền thống cách mạng, cần cù sáng tạo trong lao động, làm đất đã sinh ra những người con ưu tú, có nhiều công lao đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ lúc còn nhỏ, đồng chí Nguyễn Minh Châu đã sớm có ý thức giác ngộ cách mạng, quyết tâm học tập, nuôi hoài bão lớn, tiếp bước cha anh tham gia vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của Tổ quốc. Từ tháng 11 năm 1998 đến tháng 12 năm 1999, đồng chí học sơ học tại trường Trung học Cảnh sát 2, Bộ Công an. Từ tháng 1 năm 2000 đến 2008, đồng chí được điều động công tác tại đội cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp nhà tạm giữ Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình công tác, đồng chí được cử đi học lớp đại học luật hệ vừa học vừa làm khóa 2003-2007. Từ tháng 6 2008 đến tháng 4 2009 là cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và ma túy Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Tháng 5 năm 2009 cán bộ đội hỗ trợ tư pháp và quản lý nhà tạm giữ. Từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 4 2015 công tác tại đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động, đội kỹ thuật hình sự, quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình công tác, đồng chí được cử đi học lớp Đại học An ninh Nhân dân hệ văn bằng 2 mở tại Công an tỉnh Đắk Lắk niên khóa 2010-2013. Từ tháng 5 2015 đến tháng 3 2022
là cán bộ của cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk. Từ tháng 4 2022 đến nay là cán bộ công an xã Nôn, huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk. Hơn 25 năm học tập công tác chiến đấu trong ngành công an, đồng chí luôn nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, luôn gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy kỷ luật và điều lệnh công an dân, nhiệt tình tận tụy công việc, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kính thưa bà con nhân dân, thưa các đồng chí, thưa các an quyến và các bạn, đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Châu đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của Tổ quốc, dành cả tâm huyết, trí tuệ, sức lực của mình trong công tác. Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tận tụy với công việc. Công lao của đồng chí đã đóng góp một phần của lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk nói chung và lực lượng công an huyện Buôn Đôn nói riêng, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hơn 25 năm hoạt động công tác và chiến đấu trong ngành công an, dù bất cứ ở cương vị vị trí công tác nào, hoàn cảnh nào, đồng chí luôn giữ vững phẩm chất của người công an cách mạng, luôn tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn mong muốn được đóng góp cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của Tổ quốc. Trong sinh hoạt đời thường, đồng chí là người có lối sống giản dị, trong sáng, gần gũi, yêu thương đồng đội, quý trọng nhân dân, được bà con nhân dân nơi đồng chí công tác sinh sống tin yêu kính trọng, cấp trên tin tưởng, đồng đội quý mến. Với gia đình, đồng chí luôn là người con hiếu thảo, người chồng, người cha, người anh, người em có trách nhiệm và vô cùng yêu quý. Kính thưa bà con nhân dân, thưa các đồng chí, thưa thân quyến và các bạn, đồng chí Nguyễn Minh Châu lâm bệnh, được gia đình và các bác y bác sĩ chăm sóc cứu chữa nhưng do bệnh nặng, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào lúc 16:55 ngày 12/3/2024, nhằm ngày 3/2 năm Giáp Thìn. Chúng tôi xin chân thành chia sẻ sâu sắc sự mất mát, nỗi đau thương này với gia đình, mong gia đình hãy nén đau thương và tự hào rằng mình có một người con, người chồng, người cha, người anh, người em luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tận tụy với công việc, hết lòng yêu thương đồng chí, bạn bè và gia đình. Vẫn biết sinh tử là quy luật vốn có của tạo hóa, nhưng sự ra đi đột ngột của đồng chí vẫn làm cho gia đình và mỗi chúng ta, những người thân, đồng chí, bạn bè không khỏi bùi ngùi và tiếc thương vô hạn. Hôm nay tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng, ngoài những người thân yêu trong gia đình còn có các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo công an huyện Buôn Đôn, cấp ủy chính quyền địa phương, nhân dân tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cán bộ chiến sĩ công an huyện Buôn Đôn, cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc công an tỉnh và nhiều đồng chí đồng đội bạn bè cùng học tập công tác chiến đấu với đồng chí sinh thời. Chúng tôi biết rằng trước lúc vĩnh biệt có thời, đồng chí đã nhiều trăn trở về việc chung của Đảng, của ngành. Đối với gia đình, đồng chí còn nhiều dự định lo toan. Chúng tôi mong đồng chí hãy yên lòng, an nghỉ. Những việc có thể làm được, đồng chí đã cố gắng làm hết sức mình. Những việc còn đang dang dở, sẽ có chúng tôi cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các thế hệ mai sau tiếp tục thực hiện. Trong giờ phút trang nghiêm này, chúng tôi nguyện quyết tâm phấn đấu, giành nhiều thắng lợi hơn nữa, bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và xây dựng lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk nói riêng ngày càng vững mạnh. Vĩnh biệt đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Châu, người chiến sĩ công an nhân dân. Vĩnh biệt đồng chí, người đồng đội thân yêu của chúng tôi. Vĩnh biệt đồng chí, người con thân thiết của nhân dân. Ban lễ tang xin toàn thể bà con nhân dân, các đồng chí tang quyến và bạn bè dành một phút mật niệm để tưởng nhớ đến hình ảnh của đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Châu và tiễn đưa đồng chí đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện gia đình đến phát biểu cảm tạ.
kính thưa ban lễ tang, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh Đắk Lắk, kính thưa các đồng chí đại diện cấp ủy chính quyền tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, cô dì, chú bác, các anh, các chị, thưa anh em, thân thuộc, bà con, nhân dân, tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và bạn bè thân thuộc gần xa. Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của người thân chúng tôi là cháu Nguyễn Thắng Tư, năm 1979, quê quán phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, trú quán tại tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau một thời gian dài kiên trì chống chọi với bệnh tật, mặc dù đã được các y bác sĩ trong và ngoài tỉnh và gia đình tận tình cứu chữa và chăm sóc, nhưng do lực cùng sức kiệt, cháu Nguyễn Minh Châu của gia đình chúng tôi đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 16:55 ngày 12/3/2024, nhằm ngày 3/2 âm lịch, tử dương 46 tuổi, đã để lại mẹ già, vợ hiền và con thơ. Trong những ngày qua, gia đình của tôi vô cùng đau buồn, xót thương và tiếc mất đi người con, người chồng, người cha, người anh, người em vô cùng yêu quý. Đây là những mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình nhà chúng tôi. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn ban lễ tang đã tổ chức chú đáo, long trọng buổi tang lễ. Đặc biệt gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích và xúc động trước nghĩa cử của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo công an huyện Buôn Đôn, phòng tổ chức cán bộ, phòng cảnh sát cơ động, phòng công tác đảng và các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đoàn thể, ban ngành trên địa bàn tỉnh, các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, các anh, các chị em thân bằng quyến thuộc và bà con tại tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và bạn bè thân hữu gần xa đã không quản đường xá xa xôi, sắp xếp công việc đến hỏi thăm, gửi vòng hoa không biếng, chia buồn và tiễn đưa con. Chỉ điểm đến đây kết thúc. Xin kính mời đồng chí trong ban lễ tang, đồng chí đồng đội thắp nhang lễ cuối trước linh cứu đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Châu trước khi đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng trên đó. Rất lệ sạch chung
Cha ơi, cha bỏ con.
Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại thơ giống như trẻ thơ. Con dại thơ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mơ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn tan. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi. Cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời. Có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn. Có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha nhiều lắm, con là sóng chảy xiết xeo ca. Cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình lòng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi,
con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngập bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đang yên muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm quân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn chìm giữa biên đời. Có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn. Có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn. Có dòng lệ thấm xuống hồn. Kính thưa các đồng chí cùng toàn thể tăng quyến, sau đây là lễ an táng đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Châu theo nghi lễ Công an Nhân dân. Vĩnh biệt đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Châu. Phút mặc niệm bắt đầu. Bóng chung chào. Thôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, ban lễ tang, các cơ quan đoàn thể, đồng chí đồng đội và tang quyến. Mời các đồng chí lãnh đạo đi một vòng quanh linh cữu vĩnh biệt lần cuối đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Châu. Đội danh dự đi một vòng quanh linh cữu rời khỏi khu vực an táng. Lễ an táng đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Châu theo nghi lễ Công an Nhân dân đến đây kết thúc. Sau đây xin bàn giao lại cho gia quyến tiếp tục tiến hành những công việc địa phương. Oh,
ta trế thiên thần thiên nhà vương hài đại bơ cơ lưu đề cơ gia tô ở cơ bà dê sô thân la đô tô nông mô tất cứ lần đoàn hà lời hình đế tất sở sơ lưng đà nông mô nô nô kinh trì hê rì ma và nô nô rì tông mà hà nô đời nha ngô đề tăng đà tăng đà tăng đà hê ma hê rì hà yàng khô Tu 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 đi ya vô đi ya vô đa ya vô đa ya y đê đi ya na ra cân trí đi rê sa nê na va ya vô na ta va va ha ma a yu nghe tu đa ya ta va ha va đa ma y na đa ya ta va ha na ra cân trí vạn đa đa ya ta va ha ma va lời thăng em a ya na mô a di ya va lo yin đê tu a na ya ta va ha ta điện tu vạn đa ra va đa ya ta va ha ma ya vắc nhà ba la mạnh đa tâm kinh quân tự ta bồ tà hành tham ba nhà hoa la như phạm tu hoa sanh ra diệu vật cơ hoa tình mắt tâm mắt dạp lệ cổ trong vô sạc vô thảo tự hành tu vô nhà nhẹ tì tì tăng hỷ vô sáng thành nữ vô hoa ngài vô hoa ngài cô vô hộ cùng bồ hình đi trên đạo mộng tầm gốc canh đến bà tâm thơ chư vật đi với nhà la mạnh đa cổ đất a đạo đô lô tóm hệ tâm bồ đề nhà ba la mạnh đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng lại chú năng tự nhớ tiết hội trường thị hư thiên nhà la hòa đa chủ tư thiên chú viên đề đề hòa lại đề hòa la tăng ni đề hộ đề tăng bà hóa nam mô a di đà phật già đa ta di đà ơi căn đa già này già già nay đa lệ ta hòa hóa nam mô a di đà phật già đa ta già đa già di tha di đà hòa đề a di đà nam bà thị vô già đa đề già ta bà Trong giây phút đau thương nặng nề này, con cháu muốn níu giữ cố quan tài từ từ đi xuống biển. Thiên thu vĩnh biệt là nơi. Ơi trời cao lồng lộng, ơi đất dày thẳm sâu, sống nhờ đất, chết lại về với đất. Bởi có tình người làm ăn chân thật, ông cha ta đã dày công nuôi đất. Đất tốt tư, đất là nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở. Và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp nên phần mộ. Chúc người yên giấc mộng say, nghìn thu thơm thảo đất này quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm tự sống, người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Thank you.
Lại một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thầm cuồng trong lo. Ngày tháng thơ dài bên mái tranh nghèo đầy tình thương, nhớ hoài hình bóng cha già cho con coi ấm đêm thương đêm. Bao
thoát xa về núi nẻo đời. Mất cha rồi con mới hiểu, không đau thương nào xót xa hơn. Những ơn tình con không biết sao để biết thành lời. Ơi cha hiền, cha có hiểu, con thương cha nhiều lắm cha. Lại một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thâm cuồng chăm lo. Ngày tháng thơ dài bên mái tranh nghèo đầy tình thương, nhớ hoài hình bóng cha già cho con